xuyên đêm nỗ lực dập lửa ở đám cháy nhà máy bao bì Vĩnh Phúc. Khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7, lửa bùng lên từ một xưởng nhỏ của công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc ở đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, sau đó lan ra các xưởng dệt, may, sợi và nhà văn phòng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc huy động 14 xe chữa cháy, 3 xe bồn, 2 máy xúc và hàng chục chiến sĩ tới dập lửa. Đến 22 giờ 40 phút, lửa vẫn bốc lên cuồn cuộn, nguy cơ lan sang dãy nhà dân ở đường Trần Phú. Hàng trăm người dân cùng công an, bộ đội đứng thành hàng dài truyền tay di tản đồ đạc của nhà dân sang bên đường đối diện để phòng cháy lan. 23 giờ 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được lửa ở góc nhà xưởng, nhưng phía đối diện, khói lửa vẫn bốc cao ngùn ngụt. Một nhân chứng cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ, sau mỗi tiếng nổ lửa lại bùng lên rực sáng cả một góc trời. Chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong là các vật dụng dễ bắt lửa, nhiệt lượng cao như giấy, thùng xốp. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.